Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh mua bán tôi cũng kèm loan. Đầu tiên cũng xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị, các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Quý vị, anh chị, các bạn lần đầu theo dõi clip của em loan mà chưa đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất loan lên nhé. Mẫu xe em đang chào bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại 189 phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, là một mẫu xe rất là nổi tiếng, anh chị nhé, thương hiệu của Mỹ Ford Escape, sản xuất năm 2010. Vâng, mẫu xe em đang chào bán là chỉ có 286 triệu, có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị luôn. Video nào cũng vậy thôi, xe thì có lỗi hay không lỗi như nào em cũng đảm bảo cam kết cho anh chị các bạn từ đầu video luôn, để anh chị các bạn đang quan tâm thì có thể xem hết cái video này. Chiếc xe em cũng đảm bảo cho anh chị luôn, không có đâm xô tai nạn ngập nước gì. Biển số Hà Nội nó cực kỳ là phù hợp cho quý vị anh chị các bạn Hà Nội về khu vực thành phố Hồ Chí Minh, không mất tiền biển số anh chị nhé. Mẫu xe 5 chỗ được trang bị khối động cơ 2.3 số tự động. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó tầm 10 lít trên 100 km đường trường đối với chiếc xe này. Quý anh chị các bạn quan tâm đến chiếc xe để sở hữu cho gia đình, liên hệ trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại 0976 08 169, 0327 665 809, hai số điện thoại em ghim trên màn hình để quý vị anh chị các bạn tiện alo và theo dõi nhé. Đi vào chi tiết chiếc xe. Thì chiếc xe này hoàn toàn là sơn xi anh chị các bạn về sẵn sử dụng thôi. Đã được bên em sơn tỉa và đánh bóng rồi. Đó. Nói chung là vừa em đi vào hôm qua thì nó hơi mưa một xíu, em đi nó hơi bắn chít nhá. Còn lại thì xe hoàn toàn là rất đẹp luôn, không có xước xát gì. Cụm đèn là nguyên bản cho xe từ năm 2010 và tất cả các hệ thống mặt ca lăng. Vâng, một chiếc xe Ford đấy. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Cái dòng xe này nó rất là bền bỉ theo thời gian mà đồ thay nó cũng rất là nhiều anh chị nhá. Biển số cũng khá đẹp này. 29A đuôi là 68 này. Đấy. Gầm bệ của chiếc xe thì đảm bảo cho anh chị các bạn là không thể chê được luôn. Cam kết là xe không lỗi, gầm bệ rất là đẹp anh chị nhá. Gầm rất là chắc. Cụm đèn nguyên bản theo xe, xe không có va chạm đâm xô gì. Đăng kiểm tới cuối năm 2022 anh chị nhá. Đây, kính là kính theo xe chị này, kính theo xe nhá. Tích hợp xi nhan báo rẽ. Hệ thống keo chỉ của chiếc xe là hoàn toàn hệ thống keo chỉ nguyên. Và vâng, thì bên em có thu mua trao đổi xe ô tô cũ từ 2 cho đến 7 chỗ ngồi với cái mức giá dưới 600 triệu. Quý vị anh chị các bạn có nhu cầu trao đổi chiếc xe của mình với chiếc xe bên em, có thể chụp chi tiết chiếc xe của mình gửi qua Zalo giúp em để hai bên định giá, đưa ra cái mức giá hợp lý nhất để có thể trao đổi cho chị nhé. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Chân nỉ nguyên bản theo xe anh chị nhé. Và mặt trung tâm vẫn là đầu đài nguyên bản theo xe thôi. Cái này anh chị về có thể độ màn hình Android vào rất là ok luôn. Xe đi chuẩn có 15 vạn đấy anh chị ạ. 15 vạn thôi, 15, 16 vạn gì đó. Những cái phần vô lăng này, vô lăng nó rất là đẹp luôn, chạy nhiều hay ít thì chúng ta nhìn được phần vô lăng là biết nhá. Đấy, cốp kia rất là rộng luôn. Hai túi khí an toàn, tất cả cái hệ thống nhựa mà tắp lô này, rất là đẹp nhá. Và ghế da được bọc mới rồi. Vì qua thời gian sử dụng là 12 năm thì hệ thống ghế da nó có hiện tượng là sờn rách á. Thì chủ xe đã bọc hoàn toàn hệ thống da mới rồi. Nhìn chung là chiếc xe này về anh chị các bạn chỉ thay dầu, dầu máy để tiện cho quá trình sử dụng để chúng ta theo dõi. Và đổ xăng là chạy thôi. Không phải làm bất kỳ mục gì luôn. Thì xe cũ đã về bên em thì bên em đã cần nào những gì là cũng làm luôn nhá. Để anh chị các bạn tiện sẵn sử dụng. Đấy, gầm bệ này. Anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Like và chia sẻ kênh giúp em để nhiều người biết tới cái kênh mua bán của em và có thể tham khảo được những cái mẫu xe mà đang cần mua. Đây, xe được trang bị cam đùi nhá. Một cái dòng xe phải nói nó rất là bền, không ai nghĩ là những cái dòng này nó đi trên đường nó đang hỏng vặt đâu. Rất là bền luôn. 5 chỗ gầm cao, cốp kiếc rất là rộng. Đấy, cốp đã được trải sàn hết rồi. Sơ cua đầy đủ theo xe. Răng cột nguyên hết anh chị nhá. Quá là ok cho một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Thì với cái mức giá là 285 triệu, thực sự là anh chị các bạn có thể so sánh tất cả các salon khác cho em. Bên em giao bán rất là hợp lý anh chị nhá. Cũng như là bao cam kết bảo hành cho anh chị luôn. Tại sao mà trải qua 15 bên em kinh doanh mua bán được rất là nhiều sự tín nhiệm của quý khách hàng trên toàn quốc, bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị luôn. Hầu hết là khách mua lần 2, lần 3 rất là nhiều luôn.
anh chị nhá. Toàn là khách trong Nam thôi, khách miền Bắc rồi đến trực tiếp tại salon để xem xe. Ở đó nó rất là đẹp anh chị nhá. Đây, một cái hệ thống khoang máy của chiếc xe em sẽ cho anh chị các bạn trải nghiệm luôn. Đây, tiêu chuẩn là 15 vạn thôi anh chị nhá. Mà trung tâm là không có báo lỗi báo check gì luôn. 15 vạn 9 này, 16 vạn. Máy lổ rất là êm anh chị nhá, 2.3 cái dòng flight kết là máy lổ rất là êm. Đây anh chị này. Có máy thì không có rung lắc gì chị nhá. Chỉ ca bô theo xe này. Tầng cột nguyên hết nhá. Đến trực tiếp salon em có địa chỉ tại 189 phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương để lái và trải nghiệm chiếc xe. Rất cảm ơn quý vị, anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.